Hello, xin chào mọi người nha. Các bạn thấy trên tay mình đây cái gì không? Đây là con dao găm dùng để gọt hoa quả và sắt các vật nhỏ nhỏ. Thì các bạn thấy trên YouTube có nhiều video hướng dẫn là phi dao hoặc phi cờ lê, phi rìu gì đấy, rất là đẳng cấp và phi trăm quả đều trúng cả trăm, cũng có quả không trúng. Thì dao đó thì các bạn thường thấy trên phim ảnh thì các cao thủ võ lâm và các ninja gia thì dùng một tay phải thi một phát thi trúng vào đối phương, còn là kẻ địch hai là kẻ thù, nói chung là phi vào trúng những người cầm phi đấy. Thì đối phương đang chạy trốn thế này thì trên phim thì nó cầm dao, nó phóng một cái là ghim vào người đó anh cài đi. Thì hôm nay tôi sẽ làm thử video là phi dao này vào tầm gỗ. Tôi cũng không tập phi dao đâu, phi dao này nó rất nguy hiểm, nếu không phải chuyên gia thì nó phăng lại nó sẽ gây tai nạn rất nguy hiểm. Thì hôm nay tôi sẽ thử đứng cự ly gần thử phi con dao này xem sao nhé, xem nó có ghim vào cái miếng gỗ đằng kia không. Ghê thật, anh em xem nhé. Xem xong thì cũng không khuyên các bạn là bắt chước làm theo đâu, và các em nhỏ vì mình cũng đéo phải là cao thủ phi dao hay gì. Ok nhé. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Escape my pain, I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen them many ones, said it so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. All I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Mẹ, cái này mà không biết phong là nguy hiểm lắm. Thứ này mà dao dày hơn thì phong đỡ hơn, còn cái loại dao mỏng này nó phong nguy hiểm lắm. Loại dao mà các bạn như thấy trên mạng ấy, loại dao kunai thép dày 3-4 ly ấy, loại cái phong an toàn hơn là loại này nhiều. Loại này mỏng, nó dễ thối lại lắm, và phải với lực cho mạnh thì mới ok. Thôi, video kết thúc tại đây thôi, vì tôi đéo phải là cao thủ phi bài, phi dao gì hết cả. Tôi chỉ tập làm cho hai vậy thôi.